Dạ rồi, con xin phép chào cô. Dạ. Chào em gái. Dạ. Cô có thể giới thiệu cô tên là gì? Cô tên Mai Thị Loan. Cô Loan là quê quán ở đâu đây cô? Cô ở xã Tân Hưng Tây. Tỉnh nào cô? Ấp Sông Gò, tỉnh Bến Tre. Bến Tre ha. Hôm nay cô về đây cùng với con gái hay là con dâu nhà mình đây? Gì nha? Dạ con dâu. Con cái dâu con ha. Dâu. Hai mẹ con. Dạ. Hai mẹ con về đây nhờ anh em hiệp sĩ giúp đỡ gì đấy cô? Giúp đỡ tìm giùm con gái á. Tìm con gái. Con gái cô ha. Con gái cô họ tên đầy đủ là gì? Dạ đâu Nguyễn Ngọc Hân, sinh năm 1988. Nguyễn Ngọc Hân. Nguyễn Ngọc Hân. Sinh năm 88. Dạ. 88 là 36 tuổi rồi. Dạ. Là mình gọi bằng em hay bằng chị đây? Chị. Mình gọi là chị chồng hả? Mình là em dâu đúng không? Dạ. Em là năm nay nhiêu tuổi rồi? Em sinh năm 94. Em 94, vậy là em mới 30 tuổi. Dạ. Mẹ là bây giờ là mẹ chồng em là nghẹn lòng không nói được đúng không? Dạ. Chị dâu của em, à quên, chị chồng của em là bỏ đi ngày nào? Dạ đi trước Tết. Trước Tết hả? Dạ. Trời đất ơi, đi lâu vậy hả? Dạ. Vậy là 5 đó, tháng trời rồi hả? Đi dạ. Ban đầu còn đi giải quyết cũng điện được. Đi là đi ở đâu? Nhắn đầu thì làm ở Tiền Giang vậy á, rồi sau thời gian thì có liên lạc với chị được, chứ gọi Zalo, rồi số điện thoại. Rồi thời gian sau rồi điện thoại thuê bao, ở nhà người nhà em điện lên lại điện thoại thuê bao. Thuê bao thời gian rồi khoảng mấy tháng rồi mới điện liên lạc được khoảng 2-3 cuộc gọi gì á. Tại nay tầm khoảng 3 tháng là mất luôn. Chị em là có gia đình chưa? Dạ có rồi, có ba con rồi mà hôn chồng rồi. Thôi lâu chưa? Dạ lâu rồi. Thôi chồng lâu rồi hả? Dạ. Vậy bây giờ là các cháu là ai đi chăm đây? Bà nội chăm với bà ngoại chăm. À. Cô bình tĩnh lại chưa? Để con muốn hỏi cô một số thông tin này. Cô bình tĩnh lại nha. Dạ. Cô cho con mượn tấm hình đi cô. Con của cô tính tình như thế nào cô? Cô nói sao cô không nghe, không rõ. Con của cô, cái tính tình là có ngoan hiền không? Nó cũng được, cũng ngoan lắm mà đều nói đó, nó nói khuyên nó hoài, biểu ở nhà làm đi. Với mẹ đi khỏi đi xa, rồi nó để nó đi xa nó kiếm tiền. Vậy là đi mấy tháng nay là không có liên lạc về nhà? Dạ không, từ hôm Tết nay không có liên lạc. Trước kia là có liên lạc. Mới ban đầu hôm Tết còn liên lạc, còn nói chuyện với con, rồi với cô có kêu về. Dạ. Rồi nó không có về. Thì sao nữa, nói em nó điện hoài, điện không được. Từ nào nay, chừng tháng mấy nay là không có liên lạc lại được nữa. Rồi cô mới cũng có đi ra nhờ công an. Có nói báo với công an. Công an mới miêu, bây giờ đi tìm đi chứ giờ đi không biết chỗ đâu thì đâu có tìm được, đâu kiếm được. Dạ. Rồi về mấy cô nó đâu này kia. Vậy chồng biểu bây giờ lên đây tìm. Đi nhờ bà nó dẫn đi giùm chứ cô đâu biết đường đâu đi. Khổ ha. Vậy là từ Tết tới nay là đi biệt tâm biệt tích luôn. Còn trước đó là lúc về ăn Tết là con gái năm vừa rồi là làm công việc gì và ở đâu? Nó làm tùm lum hết năng. Có làm ở Bến Tre không? Sau này thì có làm ở Tiền Giang. Sau này nè, về hôm Tết này có điện về, nó nói ở Tiền Giang, nó nói vậy chứ mà nó không có nói, nó biết nào ở đây chứ, xã nào, ấp nào, tại vì nó cũng sợ mình đi kiếm gì không biết nữa. Vậy không có điện được, nó điện về với con nó, rồi sao nhỏ này điện nữa. Điện về không, chị về ăn Tết, rồi nó nói nó không có về. Có gửi tiền về để nuôi con không? Không, cô nuôi không á. Vậy là ngoại nuôi hết hả? Bên nội có gần đấy không cô? Bên nội cũng ở trong xã luôn. Khổ thật sự. Ba đứa nhỏ bây giờ lớn cho cô ha. Cô khổ dữ lắm, khổ á. Ba đứa cháu nhà mình lớn chưa? Đứa nhỏ nhất thì nó học mẫu giáo. Ủa nó học lớp 1. Còn đứa thứ ba thì nó học, nhưng mà nó lên lớp 7. Là vẫn đi học bình thường đúng không ạ? Dạ. Giờ nó chạy xe nó đi mình nó. Khổ thật sự. Vậy là ba có qua thăm gì không? Không. Ba của mấy đứa nhỏ? Không. Giờ nó làm ở Đồng Nai. À, là cũng không có thăm non con cái luôn. Rồi còn cái thằng con trai lớn.
ở với bà nội. Hồi ra tòa đi vậy thì không có được nuôi đứa nào bên cô nuôi không à, nuôi từ nhỏ tới Giờ là lớn mà. anh em ba đứa là mấy đứa mấy nơi hả cô? Dạ Khổ chưa kìa. Bây giờ là ba mẹ thôi nhau, anh em lại chia cách nhau nữa, đâu có được sống chung một nhà đâu. bởi vậy cô Khổ khổ cho thật nó. sự. Con nhà mình thì cái tính tình là có ương bướng không? Nhỏ này nó cũng ngang ngược chứ nó nói nó không có Vậy đi vậy mà không có nhớ thương con ở nhà hết nghe. hả? Hôm bữa nó có về cái nói không, con kiếm gì mày bỏ nó ở nhà vậy, mày không thương con hay sao? Nó hầu con ai vậy thì giờ nó tả nấy, Sao con nói sao chứ? nó nói con của ai vậy thì nó trả lại nấy, bị kêu nó rồi nó hai chồng, Con nhà mình hai chồng hả? bị gì hồi chồng trước á, chồng trước nó được hai đứa con, cô nói hết cho nghe hai đứa con rồi bắt đầu á thằng kia nó đẻ được đứa rồi bắt đầu đi sau cái có bầu đẻ nhỏ thứ ba, mà nhỏ học hôm nay nên nó bảy đó, mà hồi đẻ mới 2 tháng rưỡi à, rồi bắt đầu nó bỏ nó đi 4 năm nó chưa về nữa thằng chồng á, rồi nó mới nói thôi giờ nó không thương con thì nó cũng còn con của nó mà nó không thương vậy thôi giờ ra tòa như vậy, tận vợ nó nói á thì mới ra tòa như vậy, ra tòa như vậy kêu nó về. Lần thứ hai lần thứ ba nó mới về rồi ra tòa như vậy rồi con cô bắt hết trơn, bị gì công an nó hỏi vậy? Hồi đó mấy đứa nhỏ sống với ai ai nuôi, rồi nó bà ngoại nuôi không à, rồi bên nội không có được bắt, rồi xui dai không có Vậy mấy là tính lòng tới giờ phút này là con gái của cô được mấy người con rồi? ba đứa thằng chồng sau một đứa, mà giờ thằng chồng sau nó khó quá vợ ở cũng không được nữa, rồi giờ đứa nhỏ sau Vậy là cái người chồng ở Bến Tre đó là ly dị đầu tiên, dạ sau đó lại quen tiếp người khác. rồi sau á thằng đó nó cũng ở gần đó, rồi Là thằng cùng Bến Tre đó luôn hả? cũng ở đó luôn sát bên cô luôn Là cũng mà, thôi luôn. rồi thằng đó khó khăn với nó mà tiền bạc nó giữ không à, rồi hai đứa mới thôi đẻ được đứa con, rồi hai đứa nó mới thôi thôi Khổ rồi quá. giờ thằng hai đứa ra tòa đi vậy hết trơn tội nè, thì cô Tội mấy đứa cũng nhỏ ấy. thì đó cô tội mới nhỏ cô mặn với cô khóc hoài à. Người lớn thì sao cũng được, có thể là chia tay nhau, cha mẹ chia tay nhau có thể là có hạnh phúc mới, nhưng mà khổ mấy đứa con Khổ lắm. muốn chết luôn rồi. Tội nghiệp nó, giờ nó cha mẹ như thế này thế kia thì đâu quan tâm yêu thương gì nó đâu. Cô đang lo sợ nhất con nhà mình là 5 tháng trời qua sẽ gặp điều gì đây? Giờ qua giờ nhờ dùng tìm con về dùng Cô hãy nói một cái điều gì đó với con gái nhà mình đi, hy vọng con gái nhà mình xem được video này sớm quay trở về, đoàn tụ với gia đình và đặc biệt chăm những đứa con của mình. Cô nói đi cô. Cô gọi tên con gái của cô nói là con ơi về nhà kêu đi. kêu về nhà Dạ. Hằng ơi con đi về với mẹ nuôi con đi, ba con bệnh cũng mà bệnh hoài ha, bây giờ con đi con bỏ con nó học hành không được gì tăng, mẹ cũng nhờ mấy ông ở đây tìm con về, con về với mẹ đi ăn. Khổ quá khổ. Rồi em gái em hãy nói một cái điều gì đó với chị chồng của em đi, để chị chồng em sớm quay trở về. Dạ em nhắn cho chị hai em chị phết về gia đình với con chị, mấy đứa nhỏ đó càng ngày càng lớn, chị làm gì phụ lo với mẹ với bà ngoại, cũng mẹ cũng lớn tuổi rồi cũng đâu lo cho mấy đứa nhỏ hoài được, chị về lo làm với mẹ ơi. Em thấy như vậy em có thương các cháu không? Em có thì nhỏ hôm nay thì cũng lo cho nó, Em ở gần không? em ở chung với mẹ luôn Chung với hả? cô có chị 2 đứa con hả, hiện nhỏ nó lớn còn thằng trai nữa, gà chồng của nhỏ này nè Trai là là trai út hả cô? già trai út, nó thương nha, mấy đứa Em có cháu giờ nó cũng em thương, có con mấy đứa con rồi? em có một đứa à Lớn chưa em? 4 tuổi 4 tuổi nó có hả? dẫn đi theo ngoài trước đó. Giờ thấy cái hoàn cảnh của chị nhà mình như vậy mà lại đành lòng nào bỏ các con các cháu lại, Mà tội nghiệp nghĩ các cháu đúng không? bà nó nghĩ sao nó bỏ con này vậy, cô khổ biết nhiêu nữa Anh cô. nói anh nói thật sự những cái câu chuyện mà về đây anh ghi nhận được em ạ. Những cặp vợ chồng mà bỏ nhau, ba mẹ có thể có hạnh phúc mới và có thể có niềm vui mới, nhưng đặc biệt rằng những đứa con thật sự rất đáng thương, bởi vì ba mẹ mải mê lo cho cái hạnh phúc mới không hả, đâu có quan tâm gì các con đâu. Ủa thật sự. Rồi cô, cái trường hợp của cô cũng như là con dâu của cô về đây thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình là hoàn toàn miễn phí. Dạ Thì con sẽ đăng
cái thông tin câu chuyện nhà mình lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con của cô Dạ. về. Cô có đồng ý không? Dạ đồng ý. Em gái đồng ý Dạ không? đồng ý. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy chị gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như là khuyên chị gái sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình và đặc biệt về để chăm các con của chị. Thì rất mong rằng video này cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa để một ngày gần nhất anh em biết được cái thông tin của chị gái này ở đâu đó để sớm đưa chị gái sớm quay trở về nhà. Dạ rồi thì con chúc cô cũng như là em gái, chúc đại gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái của cô cũng như là chị chồng của em sớm quay trở về một ngày gần nhất nha. Dạ. Xin phép chào hai mẹ con, Dạ. em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.